Chào mừng các anh chị đến với kênh Mẹo học nhanh dễ thi đậu. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị lý thuyết luật giao thông đường bộ 450 câu hỏi lý thuyết sát hạch ô tô áp dụng đến tháng 5 năm 2020. Phần thứ nhất, tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái mẹo làm cực kỳ nhanh. Phần thứ hai, hướng dẫn cho các anh chị giải 15 bộ đề áp dụng thi trong tháng 5 năm 2020. Có nghĩa là các anh chị sẽ thi một trong 15 bộ đề thi này. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Phần thứ nhất, đây là một cái sa hình. Đây là một sa hình. Áp dụng để giải sa hình này rất đơn giản. Các anh chị chỉ cần nhìn để ý vào xe công an. Các anh chị trong hình sa hình ha, có thấy xe công an. Đây, con này nó hỏi là theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng. Đây có xe công an. Câu tiếp theo, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông. Đây cũng có xe công an. Tiếp theo, trong trường hợp này xe nào được quyền đi trước, cũng có xe công an luôn. Thứ theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông, cũng có xe công an luôn. Như vậy để cho các anh chị học nhanh, làm dễ đậu, các anh chị nhìn vào là biết được đáp án liền. Thì các anh chị chỉ cần quan sát giùm tôi chỗ nào có xe công an. Thì đây ạ, câu này đúng với câu này. Nếu như xe công an nằm vị trí này thì chúng ta sẽ chọn ý số 1, chắc chắn đúng ha các anh chị ha. Luôn luôn đúng, nó không thay đổi trong bộ đề thi của mình ha. Xe công an nằm đây chọn ý số 1. Xe công an nằm vị trí này cũng chọn số 1 luôn. Vậy các anh chị nhìn xem đây ạ. Đây, nằm đây cũng chọn ý số 1 luôn. Có nghĩa là nằm lên đây cũng chọn ý 1 mà nằm đây cũng chọn ý 1. Xe công an nằm ở trên cao là chọn ý số 1 hết. Nếu xe công an nằm ở vị trí này thì chọn ý số 2. Đây các anh chị nhìn đây. Nếu nằm đây thì chọn ý số 2. Và nếu nằm đây là chọn ý số 4. Như vậy tôi sẽ nói lại một lần nữa ạ. Công an nằm vị trí này thì chúng ta chọn ý số 1, không cần đọc luôn. Nằm đây thì chọn ý số 1 luôn. Nằm đây thì chọn ý số 2 và nằm đây là chọn ý số 4. Các anh chị xem nhé. Đây, thấy không ạ? Xe công an thấy không ạ? Chọn ý số 1. Công an nằm đây chọn ý số 1. Nằm đây chúng ta chọn ý số 2 và nằm đây chúng ta chọn ý số 4. Như vậy là có 4 đáp án. Nhìn vào là chúng ta sẽ có đáp án ngay. Đây các anh chị có thể vẽ như thế này để các anh chị dễ nhớ. Đây, xe công an là 1, 1, 2, 4, nó có 4 đáp án. Nếu nằm đây là chúng ta chọn ý số 1. Nằm đây 1, nằm đây 2 và nằm đây 4. Rồi, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mẹo và mẹo thứ hai, đó là sẽ có 3 câu hỏi như thế này. 3 câu hỏi. Cảnh sát giơ một tay thì chúng ta sẽ chọn ý số 2. Cảnh sát giơ hai tay thì chúng ta chọn ý số 1. À, có nghĩa là chọn ngược lại với cảnh sát. Thì chúng ta sẽ vào xem ạ. Đây, tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh bằng hai tay hoặc một tay. Như vậy chúng ta chỉ cần nhớ là bằng hai tay hoặc một tay, chúng ta tính hai tay đầu tiên thôi. À, hai tay. Hai tay thì chọn ý số 1. Tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh tay giơ thẳng đứng. Thẳng đứng là một tay. Một tay thì chọn ý số 2. Tại nơi đường giao nhau, khi người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh bằng tay phải. Tay phải là một tay. Một tay thì chọn ý số 2. Tôi nói lại một lần nữa. Đây, cảnh sát ra hiệu lệnh bằng mấy tay ạ? Bằng hai tay thì chọn ý 1. Tay giơ thẳng đứng là một tay thì chọn ý số 2. Ra hiệu lệnh bằng tay phải. Tay phải là một tay. Một tay chọn ý số mấy ạ? Một tay chọn ý số 2. Như vậy là có 3 câu nha. Rồi, tiếp theo. Đối với những câu hỏi về tuổi, các anh chị nhớ nha. 18 tuổi, 18 tuổi thì học lái xe hạng B2. 3 năm nữa là 21 tuổi thì học lái xe hạng C. 3 năm nữa thì được học lái xe hạng D, nâng dấu lên hạng D. Và 3 năm thì được nâng dấu lên hạng E. 3 năm nữa nâng dấu lên hạng F. A, B, C, D, E, F. Rồi, như vậy thì cứ 3 năm thì nâng một dấu. Như vậy ở đây nè, người đủ bao nhiêu tuổi trở lên
thì được điều khiển xe ô tô tải, máy kéo có tải trọng 3,5 tấn trở lên, hạng B2, kéo rơ móc FB2. Như vậy thì ở đây có 3 đáp án, 19, 21, 20. Đây là lái xe hạng gì đây ạ? Lái xe 3 tấn rưỡi trở lên có nghĩa là lái xe hạng C. Hạng C thì là 20, 21 tuổi, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ chọn ý số 2. Nhưng có một cái mẹo học rất là nhanh, đó là chúng ta cứ nhớ là trong đáp án mà có đáp án tuổi lớn nhất thì chúng ta chọn vào đáp án đó. Đây 19, 21, 20 thì chúng ta chọn 21. Rồi, tiếp theo. Người đủ bao nhiêu tuổi, vậy hỏi đến tuổi nữa. Thì chúng ta thấy 16, 17, 18 thì chọn vào 18 tuổi, ý số 2. Tiếp theo. Người lái xe chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi hạng D. À, giờ hỏi đến tuổi nữa là bao nhiêu tuổi ạ? 24 tuổi. Người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi hạng E, hỏi đến tuổi nữa thì chọn là 27 tuổi. Có nghĩa là tuổi lớn nhất thì chúng ta chọn vào. Rồi. Xe công an. À, công an. Ở đây, đối với đây là chúng ta sẽ nhìn thấy hình cảnh sát giao thông, thấy không ạ? Các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? Đi như thế nào là đúng? Rồi. Khi cảnh sát giao thông giơ tay thẳng đứng thì tất cả các xe phải dừng lại trước ngã tư, trừ những xe đã ở trong ngã tư được phép tiếp tục đi. Như vậy đối với con này là chúng ta sẽ chọn ý số 3. À, cảnh sát, ở đây không phải là cảnh sát giơ hai tay, chọn ý 1, một tay chọn ý 2 nha các anh chị. Đối với phần chữ, phần chữ thì chúng ta hai tay chọn ý 1, một tay chọn ý 2. Nhưng trong hình nè, có hai câu thôi. Trong hình thấy cảnh sát giao thông mặc áo màu vàng, chúng ta sẽ chọn ý số 3. À, cảnh sát chọn ý số 3, cảnh sát là hút thuốc ba số, chọn số 3, dễ nhớ ha các anh chị ha. Cảnh sát chọn ý số 3. Đây, cảnh sát chọn ý số mấy ạ? Chọn ý số 3. Rồi, có hai câu thôi ạ. Về nồng độ cồn thì có hỏi người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm. Đây là luật cũ, à, luật cũ hơn các anh chị ha. Thì có hỏi thì đây đáp án là nồng độ cồn vượt quá 50mg trên 100ml máu. Ý 2, nồng độ cồn vượt quá 40mg trên 100ml máu. Ý số 3, nồng độ cồn vượt quá 30mg trên 100ml máu. Đây là những câu hỏi cũ. Bây giờ luật mới, bây giờ lái xe mô tô mà uống rượu là đã bị phạt rồi. Có nghĩa là không được uống rượu bia, chỉ một ly cũng bị phạt. Như vậy thì đây, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm, thì chúng ta sẽ chọn 50mg trên 100ml máu này. Đây là trước khi ra cái nghị định mới nha các anh chị. Trong luật vẫn còn như thế này. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án là có nồng độ lớn nhất là đúng, 50mg trên 100ml máu. Câu tiếp theo, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy trên đường mà trong khí thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm, thì chúng ta cũng chọn nồng độ lớn nhất là đúng, không phải 25mg trên 1 lít khí thở. Chọn nồng độ lớn nhất là đúng đối với xe hai bánh. Nhưng đối với xe bốn bánh, à, đây người ta hỏi là người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bao nhiêu thì bị cấm. Vậy thì đối với xe ô tô là có uống rượu là bị phạt. Ở đây có 3 đáp án. Đáp án số 1 thì nó là 50mg trên 100ml máu. Như vậy thì đáp án này sai, bởi vì có uống rượu là bị phạt rồi, thì con này là không đúng. Câu này có nồng độ là cũng không đúng, mà chúng ta sẽ chọn vào đáp án là không có nồng độ. Đó là người điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, có uống rượu là chúng ta bị phạt ha. Vậy là chúng ta chọn ý số 2. Về tốc độ. Tốc độ, để các anh chị dễ hiểu hơn khi mà vào làm cái câu hỏi, thì chúng ta sẽ ghi lại cái mẹo như thế này. Đây, nếu xe chạy mà 80 km/h, rồi thì chúng ta sẽ chọn ý số 1. 70 thì chọn ý số 2. Tôi nói lại một lần nữa, à, các anh chị chỉ cần nhớ hai câu đầu tiên này. 80
thì ý 1, 70 thì ý số 2, đếm ngược lại nó sẽ ra đáp án. Bây giờ nó còn lại số 50 và 60, hai cái tốc độ này. 50 thì là số lẻ nè, số 5 là số lẻ nè, lẻ thì chúng ta chọn ý số 3, thấy không ạ? 60, 6 là chẵn, chẵn thì chọn ý số 4, chúng ta nhớ hai cái này. Tôi nói lại một lần nữa, 80 thì chọn ý số 1 nè, 70 chọn ý số 2, 50 lẻ chọn số mấy ạ? Lẻ chọn số 3, và 60 chọn số 4. Rồi chúng ta sẽ vào áp dụng vào. Bắt đầu. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, loại xe nào tham gia giao thông tốc độ tối đa cho phép là 80. 80 chọn ý mấy ạ? Ý 1. 70. 70 chọn ý số 2. Nó lại một lần nữa nha. 80 là mấy ạ? 80 là 1. 70 là mấy ạ? 70 là chọn ý số 2. 50, 50 là số lẻ nè. Số lẻ chọn số mấy ạ? 50 chọn số 3 và 60 chọn số 4. Được chưa ạ? Rồi. 80 1, 70 2, 60 chẳng là chọn số 4, 50 lẻ chọn ý số 3. Và còn một câu nữa đó là số 40 này. 40 và 80 đều chọn ý 1 hết. 40 cũng chọn 1 mà 80 cũng chọn 1 luôn. Rồi, đó là mẹo đối với cái tốc độ. Đây. Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Các anh chị sẽ nhìn vào đây à, thấy không? Xe D nè, xe mô tô nè, hai bánh chạy làn đường của hai bánh, đúng rồi. Xe E, bốn bánh chạy vào làn đường của hai bánh là sai. Xe C, hai bánh chạy vào làn đường của bốn bánh là sai. Bốn bánh chạy đúng như vậy thì ở đây hai xe sai, đó là xe E và xe ý số 1. Nhưng tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị học cái mẹo làm cho nhanh. Nó sẽ ba câu như thế này. Đây, cho các anh chị xem ba câu. Câu số 2 cũng như vậy, nó hỏi là trong hình dưới những xe nào vi phạm quy tắc giao thông. Trong hình dưới những xe nào vi phạm quy tắc giao thông. Vậy chúng ta học cái mẹo cho nó nhanh ha. Các anh chị xem nè. Đây là các anh chị thấy là như là một cái cuộc đua xe. Các anh chị thấy ha, đó, các anh chị thấy mình hình dung nó giống như một đua xe như vậy. Vậy thì xe nào chạy cuối cùng ạ? Đây, xe chạy cuối cùng là xe C, đúng không ạ? Xe C là xe hai bánh. Hai bánh thì chúng ta trừ cho một. Có nghĩa là chúng ta cứ lấy cái số xe đó chọn cho trừ cho một thì sẽ ra đáp án. Đây, xe hai bánh thì trừ một thì còn một, đáp án một. Đây là một cuộc đua xe nữa ha. Vậy thì xe nào chạy cuối cùng ạ? Xe bốn bánh. Bốn bánh mà trừ cho một thì còn ba, còn ba chọn đáp án ba, được không ạ? Tiếp theo, đây xe nào chạy cuối cùng ạ? Xe bốn bánh. Bốn bánh chạy cuối cùng, 4 mà trừ 1 thì còn 3, chọn đáp án 3, đúng không ạ? Vậy đây là người ta hỏi là trong hình dưới những xe nào vi phạm quy tắc giao thông thì xe D và B là vi phạm, bởi vì nó cán lên cái len đường, thấy không ạ? Đây, nó đè lên mặt đường. Như vậy thì đáp án 3 là đúng. Đó là cái mẹo học cho nhanh. Tôi nói lại một lần nữa nhé. Đây, xe nào chạy cuối cùng ạ? Xe 2 bánh chạy cuối cùng, 2 trừ 1 còn lại 1, chọn đáp án 1. 4 trừ 1 còn 3, chọn đáp án 3. 4 trừ 1 còn 3, chọn đáp án 3, được chưa ạ? Rồi, tiếp theo. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Đây là một cái mẹo cho các anh chị dễ nhớ. Các anh chị nhìn vào đây rất là rối, đúng không ạ? Xe chạy nhiều hướng nè. Đó, xe con thì về phải, xe tải thì rẽ trái, xe khách thì đi thẳng, mô tô thì rẽ phải, xe tải thì rẽ trái. Như vậy thì nó đi nhiều hướng như vậy. Chúng ta làm sao cho dễ nhớ? Đây là một cái mẹo cực kỳ nhanh, cực kỳ dễ hiểu. Các anh chị nhìn vô là biết đáp án được ngay. Đây, câu hỏi nha. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Các anh chị chỉ cần để ý giùm tôi là trong câu hỏi nó có chữ xe nào vi phạm. Đây, có chữ xe nào vi phạm. Nhìn xuống cái hình thấy có đèn xanh đèn đỏ. Có đèn xanh đèn đỏ thì bỏ xe con. Các anh chị nhớ lại cái này nhé. Có chữ vi phạm, có đèn xanh đèn đỏ thì bỏ xe con. Có nghĩa là đáp án nào có chữ xe con, đáp án nó sai. Chúng ta sẽ loại trừ nè. Ý số 3, xe khách, xe con, mô tô A có chữ xe con là sai. Câu 2, xe tải, xe con có xe con là sai. Câu 1, xe khách, xe tải, xe mô tô là đúng. Các anh chị xem, tôi phân tích cho các anh chị xem nhé. Đây, xe con, vừa phải, đèn màu xanh vừa phải đúng nè.
Xe tải đèn màu đỏ mà chạy là sai nè. Xe khách chỉ được rẽ trái mà đi thẳng là sai nè. Mô tô đèn màu xanh này được rẽ trái mà nó lại rẽ phải, sai nè. Xe tải này đèn màu xanh được rẽ phải mà nó rẽ trái. Như vậy thì có xe khách nè, xe tải nè, xe mô tô, ba xe vi phạm thôi. Xe con không vi phạm, thấy không ạ? Như vậy học cái mẹo cho nó nhanh, đó là khi mà nó có chữ vi phạm, có đèn xanh đèn đỏ thì chúng ta cứ bỏ xe con là đúng, được chưa ạ? Vậy đây, câu tiếp theo. Các xe theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Có chữ vi phạm, có đèn xanh đèn đỏ, bỏ xe gì ạ? Bỏ xe con. Câu 1 xe con sai, câu 3 sai gì, câu mấy đúng ạ? Câu 2 đúng. Câu tiếp theo. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Có đèn xanh đèn đỏ, có chữ vi phạm luôn, bỏ xe con. Bỏ xe con, câu 1 xe con sai, câu 2 có chữ xe con sai gì, câu 3 đúng. Chọn ý số 3, nhanh không ạ? Chúng ta sẽ nhìn vào cái đáp án nào có chữ xe con, bỏ đáp án đó. Đây, câu tiếp theo để các chị tự chọn nhé. Các xe theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Ở đây có chữ xe con không ạ? Có là bỏ. Câu số 2 không có là thấy không ạ? Câu số 2 đúng. Câu số 3 có chữ xe con, sai. Câu số 4 là cả 4 xe là có xe con đó luôn, sai luôn, đúng không ạ? Vậy ý số mấy đúng ạ? Ý số 2. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm nữa? Có đèn xanh đèn đỏ nữa. Bỏ xe gì ạ? Bỏ xe con. Vậy ý số mấy đúng ạ? Ý số 1 đúng. À, ý số 1 đúng. Đó là ý số 1 không có chữ xe con. Thấy không ạ? Xe con sai, sai, sai. Cái mẹ này rất là nhanh, các anh chị nhìn vào là có thể được chọn được ngay. Rồi, cái tiếp theo. Ba biển xanh tròn này, à, trước khi vào cái này tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách để ghi như thế nào cho dễ hiểu. Đây, trong câu hỏi nè, có ba biển xanh tròn, à, các anh chị nhìn vào cái hình nè, có ba biển xanh tròn. Nếu như mà nó có ít chữ, chọn ý 1. Nhiều chữ, chọn ý số 3. Cứ nhớ ít và nhiều hay ít thì chọn 1, mà nhiều chọn 3. Các anh chị nhìn nha. Đây, biển nào không cho phép xe rẽ phải? Ở đây là ít chữ nè các anh chị, ít chữ thì chọn ý mấy ạ? Ý 1. Nhiều chữ nè, thấy không ạ? Ở đây là nhiều chữ, khỏi cần đọc luôn. Nhiều chữ, ý số mấy ạ? Ý số 3 nhé, chứ không phải là biển 3 nha. Ý số 3, đó, chọn ý số 3 là đúng. Đây, nhiều chữ, chọn số mấy ạ? Chọn số 3 là đúng. Nhiều chữ, chọn số, chọn số 3 là đúng. Nhiều chữ, chọn số mấy ạ? Chọn số 3. Như vậy thì tất cả những biển màu xanh tròn này, nhiều chữ chúng ta sẽ chọn ý số, số 3. Mà ít chữ thì chúng ta sẽ chọn ý số, số 1. Rồi, đây là cái mẹo ba biển xanh. Rồi, ý nghĩa. Ở đây nó có 3 câu. Câu hỏi nè, biển số 1 có ý nghĩa gì? Biển số 1, đây, người ta hỏi biển này. Biển số 1 có ý nghĩa gì? Biển số 1 là biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực cấm đổ xe theo giờ trên các tuyến đường đối ngoại. Đây, chữ zone là khu vực, à, trên tuyến đường đối ngoại ha. Đây, như vậy thì khu vực là biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực cấm đổ xe từ 6 giờ đến 8 giờ. Đây, nó thấy giờ, thấy không ạ? Theo giờ, chúng ta sẽ chọn ý số 1. Còn biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực cấm đổ xe mà nó không nói theo giờ là sai. Biển chỉ dẫn khu vực đổ xe cũng sai luôn ha. Rồi, câu số tiếp theo này, biển số 3 có ý nghĩa gì? Người ta chỉ hỏi một biển này thôi nè. Biển số 3 này nè. Biển số 3 này là cái số, cái khu vực hạn chế tốc độ 40. Như vậy thì biển chỉ dẫn khu vực hạn chế tốc độ tối đa, thấy không ạ? Có nghĩa là chạy tốc độ 40 trở xuống, à, hạn chế tốc độ trên tuyến đường đối ngoại, chúng ta sẽ chọn ý số 3 là đúng. Còn biển chỉ dẫn khu vực cấm đổ là sai. Biển chỉ dẫn khu vực đổ xe sai luôn. Biển chỉ dẫn hết hiệu lực khu vực cấm đổ xe cũng sai luôn. Như vậy đây là tốc độ, à, số 40 đây nè, nó hạn chế tốc độ, thấy không ạ? Như vậy chúng ta học cái mẹo làm sao cho dễ nhớ, vì hai con này nó gần giống nhau thì chúng ta để ý nha. Đây, nếu như nó hỏi là biển số 1 ý nghĩa gì, biển 1 thì chọn ý 1 luôn. Vậy nếu nó hỏi biển 3 thì chọn ý 3. Các anh chị thấy dễ không ạ? Có nghĩa là chỉ có hai câu này thôi. Nói lại một lần nữa nha các anh chị. Đây, biển số 1 có ý nghĩa gì? Thay vì các anh chị đọc như này thì các anh chị làm nhanh, đó là biển 1 thì chọn ý, ý 1. Mà biển 3 thì chọn ý, ý 3, vậy thôi. Rồi, còn một câu nữa này hỏi là biển nào chỉ dẫn tên đường trên các tuyến đường đối ngoại. Tên đường là chữ AH này,
AH112 này là chữ viết tắt của chữ ASEAN Highway ha. Rồi nhưng mà biển số 3, người ta hỏi là biển nào chỉ dẫn tên đường trên tuyến đường nước ngoài là chữ AH112 này, biển 3 ý số 3 luôn, được chưa ạ? Rồi cái tiếp theo, cách học nhanh này thì nó sẽ có một vài câu. Đối với những câu đây, các anh chị lưu ý là những cái này nha. Trong câu hỏi nó có từ nghĩa vụ, đây nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức, văn hóa, thì chúng ta sẽ chọn hai ý. Có nghĩa là trong câu hỏi mà nó có chữ nghĩa vụ, trách nhiệm, văn hóa, đạo đức này là chúng ta sẽ chọn hai ý. Nhưng nếu như mà nó có 3 ý, 4 ý thì chúng ta phải đọc để lựa chọn ra hai đáp án đúng. Nhưng nếu nó chỉ có 2 đáp án thôi thì chọn 1, 2 luôn, được chưa ạ? Rồi tôi sẽ mở cái này cho các anh chị xem nha. Đây, đạo đức cơ bản của mỗi người, của mỗi con người, của người lái xe thể hiện ở những điểm nào, ghi ở dưới đây. Như vậy thì có các anh chị có thấy chữ đạo đức không ạ? Đạo đức thì chúng ta sẽ chọn 2 ý luôn, 1 và 2 luôn. Thay vì chúng ta đọc là tính trung thực và tính nguyên tắc, tính khiêm tốn và lòng dũng cảm, tình yêu lao động và tình thương yêu con người, là chúng ta đọc cũng chọn ra 2 đáp án. Nhưng mà cái mẹo cho nó nhanh, có nghĩa là trong câu hỏi nó có chữ đạo đức, chọn 2 ý. Tiếp theo nè, những người có mặt tại nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông có trách nhiệm gì? Có thấy chữ trách nhiệm không ạ? Trách nhiệm thì chọn 2 ý luôn, 1, 2. Người thuê vận tải hàng hóa có nghĩa vụ gì theo quy định ghi đây? Có chữ nghĩa vụ nữa, cũng chọn 1, 2 luôn. Trong các hành vi dưới đây, người lái xe có văn hóa giao thông phải đáp ứng các điều kiện nào? Có văn hóa cũng chọn 2 ý luôn. Trong các hành vi dưới đây, người lái xe có văn hóa, chọn 2 ý. Nhưng mà đây nó có tới 3 đáp án. Như vậy thì 3 đáp án chúng ta phải đọc ra, lựa ra lấy 2 đáp án. Câu số 1 là có trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng là đúng. Câu 2 là tận tình giúp đỡ người tham gia giao thông khi gặp hoạn nạn, đúng luôn. Còn câu 3 là không cần 2 điều kiện nữa nên là sai. Trong các hành vi dưới đây, người lái xe mô tô có văn hóa, cũng có chữ văn hóa là chọn 2 ý. Nhưng mà đây tính 4 ý lận, mình phải đọc, mình để lựa ra 2 đáp án. Câu 1, điều khiển xe đi trên phần đường, làn đường có ít phương tiện là sai. Ít phương tiện, chúng ta muốn quẹo trái cũng được, quẹo phải cũng được, đi làn đường nào cũng được là sai, mà chúng ta phải chấp hành quy định về tốc độ, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, rồi chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông luôn. Hai cái chấp hành này đúng, chọn 2 và 3. Người phát hiện công trình đường bộ bị hư hỏng hoặc bị xâm hại hành lang toàn đường bộ bị lấn chiếm hay có trách nhiệm gì? Có chữ trách nhiệm là chọn 2 ý, 1, 2, được chưa ạ? Đây là cái mẹo. Rồi, cái thứ nhất. Cái thứ hai, đây, cái chú ý thứ hai, đó là nó có 2 câu này thôi, chỉ có 2 câu thôi nha anh chị. Dấu hỏi nằm ở đâu thì chọn ở đó, như thế nào? Dấu hỏi nằm đâu là như thế nào? Đây, tôi sẽ mở cho các anh chị thấy. Dấu hỏi có nghĩa là trong câu 450 câu hỏi nó chỉ có 2 câu như thế này thôi. Chỉ có 2 câu như thế này thôi các anh chị. Biển nào báo hiệu chiều dài đoạn đường phải giữ cự ly tối thiểu giữa 2 xe? Là biển số 1 này, đây là chiều dài đoạn đường phải giữ cự ly tối thiểu giữa 2 xe. Còn đối với con này, biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần cự ly tối thiểu giữa 2 xe? Đây là báo hiệu khoảng cách thực tế là 200m nữa mới tới, được không ạ? Còn đây là chiều dài đoạn đường cự ly bắt buộc phải thực hiện liền. Nhưng học cái mẹo để cho nhanh, đó là các anh chị nhìn thấy có 2 câu. Dấu hỏi đó, nằm cái biển 1 thì chọn ý số 1. Dấu hỏi nằm ngay biển số 2 thì chọn ý 2. Nhanh không ạ? Chỉ có 2 câu này thôi, các anh chị để ý này nha. Rồi, cái chú ý thứ 3. Chú ý thứ 3 đó là có nghĩa là cái câu có ý nghĩa gì đó các anh chị. Hỏi biển 1 thì chọn 1, mà hỏi 3 thì chọn 3 đó. Cái chú ý thứ 4. Cái chú ý thứ 4 là câu hỏi có chữ xe nào vi phạm. Tôi nói lại một lần nữa để các anh chị nhớ ha. Câu hỏi có chữ xe nào vi phạm, thấy có đèn xe đèn đỏ thì bỏ xe con. Có nghĩa là đáp án nào có xe con là sai, đáp án không có xe con là đúng. Đây, chúng ta sẽ vào lại nha. Đây, các chị sẽ xem lại một lần nữa. Đây, các xe tay hướng mũi tên xe nào vi phạm, có chữ vi phạm thì bỏ xe gì ạ? Bỏ xe con. 3 đáp án này, đáp án số mấy đúng ạ? Đáp án số 1 đúng. Câu tiếp theo, có chữ vi phạm nữa nè, có đèn xanh đèn đỏ nè, bỏ xe gì ạ?
bỏ xe con ý số 2 đúng. Xe nào vi phạm quy tắc giao thông? Có đèn xanh đèn đỏ nè, có chữ vi phạm nè, xe con nè, xe con sao vậy? Ý máy đúng, ý 3 đúng. Các xe theo hướng mũi tên xe nào vi phạm nè? Có vi phạm, có đèn xanh đèn đỏ nè, bỏ xe con, ý máy đúng ạ, ý số 2 là không có xe con, ý đó đúng, được chưa ạ? Các xe theo hướng mũi tên xe nào vi phạm quy tắc giao thông nè? Rồi, có đèn xanh đèn đỏ nữa nè, bỏ xe con, vậy ý số mấy đúng ạ? Xe con bỏ, ý 1 đúng. Rồi, như vậy thì hôm nay tôi đã hướng dẫn cho các anh chị về cái luật giao thông đường bộ của 450 câu hỏi. Đây là một số cái mẹo thôi. Cái clip tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị những cái mẹo nhiều hơn nữa để các anh chị áp dụng vào trong 450 câu hỏi này, áp dụng vào đề thi luôn. Khi mà chúng ta thi 15 cái bộ đề thi này sẽ có những câu hỏi này chúng ta áp dụng vào ngay. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Nếu các anh chị thấy hay và hữu ích cho mình thì các anh chị nhấn subscribe, like, đăng ký. Rồi nếu mà các anh chị chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh của mình để mình có thể phát những cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.